Xin chào anh em, nhầm lại hơn nha. Chào mừng anh em đến với kênh Satcom, chuyên mục review test sản phẩm nha. Hôm nay mình sẽ test con máy rửa xe, máy xịt rửa Black Decker. Con này cái mã của nó là BW17. Mình lấy bên Shop Văn Phúc thì là 2,8 triệu tròn con này anh em ạ. Nếu mà giá của những cái sàn thương mại điện tử người ta bán là 3,1 triệu, nhưng mình lấy bên Shop Văn Phúc thì có 2,8 triệu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua thông số của nó nha. Sau đó mình sẽ rửa xe luôn. Vừa đi chuyến này bẩn quá. Con này công suất max của nó là 1700W này. Cái áp lực nước của nó là 133 max luôn đấy. Và lượng nước tiêu thụ là 7 lít max trên 1 phút. Ở đằng sau này nó có in bằng tất cả các thứ tiếng. Tiếng Anh này, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam. Cái chiều dài vào nước áp lực của nó là được 6m. Dây điện của nó là dài 5m. Nó sẽ có cái tay súng xịt áp lực này. Cái khớp, cái đầu nối dài ra đây. Cầm như cỡ nối vào đây dài này. Có hai cái đầu. Một cái đầu xịt tròn thì phải. Một cái đầu này là xịt chỉnh bẹp này. Thêm một cái đầu các bạn có thể cho cái nước rửa chén hay là cái nước dầu rửa xe cái thứ vô đây, nó sẽ xịt tạo bọt tuyết. Một khớp lọc nước này để kết nối nước vô máy ở đằng sau nhá. Con này mình dùng được gần 2 tháng rồi, hôm nay mới rảnh để review. Công tắc tắt bật này. Cái này là để tháo cái dây ra thôi. Trên này có một cái rulo, cái quận này để chúng ta có thể quấn cái dây áp lực nước vô đây. Ở đằng sau này là những cái ngàm để các bạn có thể gắn những cái phụ kiện của nó lên đây. Đây, Black Decker, mã BW17. Đó, cái đầu lọc nước này, chúng ta sẽ vặn một chỗ này. Các bạn có thể mua thêm cái dây này. Có 50-60 nghìn nhưng mình mua không nhớ. Cắm một cái cạch phát là thả vô cái bình nước, cái lưu nước hoặc phi nước cũng được. Nên như thế này nhá. Đấy. Hoặc là anh em đấu vô cái vòi nước này cũng được. Có cái gì đâu, làm cái phát là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa xe nhá. Cái này bảo hành 1 năm anh em ạ. Nó có những sách hướng dẫn này, sổ bảo hành các thứ ở đây. Chắc cũng chả cần xem cái đấy đâu. Rồi, cắm cái vòi nước vô chỗ này anh em ạ. Tạch phát là xong. Rồi. Cái bình này khi anh em chưa tạo bọt, chúng ta có thể gắn vô đây. Đó. Hai cái đầu này nhá, thì là một đầu dùng thì một đầu chúng ta sẽ cất vào chỗ này. Đấy. Cái đầu dùng thì anh em gắn vào đây. Nó có cái khớp tháo ở đây. Đây, như thế này. Đấy, khi nào tháo chúng ta bóc cái này ra. Cái này thì anh em nhìn đúng cái mũi tên nó nha, chúng ta sẽ tháo gắn lại mạnh vào phát là xong này. Đấy. Rồi, bây giờ nó không ra nữa, nó sẽ đúng cái hướng mũi tên này, nó qua cái mũi tên đây này. Cái này thì cầm khá nhẹ nhàng thôi, bóp phát là xong anh em ạ. Wow, anh em thấy không? Đây, có thể chỉnh giọt ở chỗ này. À, mạnh lắm anh em ạ, mình sẽ cất cái thùng đi nhá. Ui, kinh lắm anh em ạ. Cái này xốp làm phát khéo thủng luôn, để mình sẽ thử miếng xốp nha. Ui, kinh lắm anh em ạ. Ui dồi, này, cắt đứt đôi xốp luôn. Này mình đang có cái băng dính ở đây này, nên là nó chưa đứt được thôi. Ôi trời, làm phát là đứt luôn cái này anh ạ.
Bây giờ mình sẽ thử cái tạo bọt nha. Đây, gỡ cái này ra này, cũng khá đơn giản. Lấy cái bình này, đâu cô hay cuốn đổ nước đổ bọt vào chỗ nào. Rồi, chúng ta đổ cái dầu rửa xe hoặc là nước rửa chén thôi, nhanh, đây lên lên cuốn, lên chỗ máy này đi con. Đó, cho vào đây, chắc nửa bình thôi là được. Ôi 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 ôi, ôi bà ơi, ôi nhẹ thế chứ con. Sure. Này còn non lắm con ạ. Bình tĩnh, nhờ đổ đi. Gì nữa? Ôi từ từ nhá, từ từ nhá. Ôi rồi, thế thôi. Úi dồi ôi bà ơi, mà chảy hết cho tay người ta rồi đây này. Đấy. Rồi, có chứ, cu mở cái ra đi, cu mở một ít nước ra cho bố. Nửa nửa nữa nha, lên một tí nữa đi. Rồi, được rồi, ok rồi. Không, cái này cần chỉ bình cho con, tự nó sẽ ra bọt. Đó, anh em nào này. Rồi, như vậy hôm nay mình vừa test xong con máy xịt rửa xe Black Decker BW17 này. Quên mất con máy này mình lấy 2,8 triệu nhé, ở bên shop Văn Phúc. Anh em nào muốn mua thì cứ liên kết nhé. À, cái số điện thoại mình để trong mô tả clip ấy. Rồi, hẹn gặp lại anh em video sau nhá.